Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Sinh trưởng phản tác dụng. Hiếu Hiếu, em mau đi lấy giúp anh ít thuốc nước dinh dưỡng tới. Được rồi, em đi ngay đây. Hiếu Hiếu, đợi một chút. Chim gõ kiến nhỏ, mà có chuyện gì không? Bạn có thể giúp mình mau chóng trưởng thành không? Cái này mình phải hỏi tiểu sủng ca mới được. Nhưng mà sao bạn lại vội vàng muốn trưởng thành vậy hả? Bạn nhìn ông cây sơn bên kia kìa. Tuổi tác của ông cây sung lớn rồi, không chịu nổi một chút đau đớn. Mình muốn mau chóng trưởng thành để bắt sâu cho ông ấy. Ồ, hóa ra chính là vậy. Được, mình hứa với bạn. Cảm ơn bạn Hiếu Hiếu. Tiểu sủng ca, có thể cho em mượn dùng thuốc nước dinh dưỡng một lát không? Thuốc nước dinh dưỡng không được dùng tùy tiện. Em muốn mượn làm gì? Em vừa mới hứa với bạn chim gõ kiến giúp bạn ấy mau trưởng thành, để bạn ấy bắt sau giúp ông cây sung đã lớn tuổi đó. Hiếu Hiếu, trước khi đáp ứng chuyện gì với người khác phải nghĩ kỹ, xem thử bản thân mình có năng lực hay không, sự việc có hợp lý hay không. Sự phát triển của động thực vật có quy luật của nó, nếu tự ý phá hoại sẽ tạo ra ảnh hưởng bất lợi. Em làm vậy không phải là đang giúp em ấy, mà là đang hại em ấy. Hả? Sao em lại không nghĩ tới chứ? Hiếu Hiếu, không phải bạn nói sẽ giúp mình trưởng thành sao? Mình đợi bạn lâu lắm rồi. Ừ, nhưng mà mình không thể giúp bạn. Làm như vậy không có đúng, có thể sẽ hại bạn bị bệnh đó. Hiếu Hiếu, bạn đã hứa với mình, sao có thể không giữ lời như vậy? Ừ, cái này... Đây chính là thuốc nước dinh dưỡng, có thể giúp động thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Hả? 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 Chim gõ kiến, bạn không sao chứ? Không sao, không sao. Hiếu Hiếu, bạn nhìn xem, mình lớn như vậy rồi, mình phải đi bắt sâu cho ông cây sung đây. Tại sao cánh của mình nhỏ như vậy hả? Hiếu Hiếu, bạn mau giúp mình đi. Hiếu Hiếu. Hả? Hiếu Hiếu. Là ông gốc cây tới. Ông gốc cây ơi, ông mau nghĩ cách giúp tụi con đi. Chim gõ kiến trưởng thành nhanh quá, dinh dưỡng không theo kịp, không bay lên được. Rễ của ông có thể chữa được trăm loại bệnh, nhưng nếu không có rễ thì ông đi lại sẽ bất tiện. Mọc rễ mới phải cần thời gian rất dài. Mỗi ngày ông đều phải dọn dẹp vệ sinh, còn phải phơi nắng để hấp thu ánh sáng. Ông gốc cây ơi, con giúp cho ông dọn dẹp vệ sinh nha, giúp ông thu thập ánh sáng mặt trời. Ông giúp chim gõ kiến đi. Nếu con đã nói vậy thì ông sẽ giúp tụi con. Cảm ơn ông gốc cây. Rễ của ông gốc cây thật sự rất thần kỳ. Chim gõ kiến thật nhanh liền có thể phục hồi rồi.
Ông gốc cây ơi, con sẽ đi dọn dẹp vệ sinh, sau đó thu thập ánh sáng mặt trời giúp ông. Đứa trẻ ngoan, mau đi đi, phải dọn dẹp xong trước khi trời tối đó. Dọn dẹp vệ sinh không phải là chuyện dễ dàng đâu. Ây da, không dễ gì mới quét xong. Vậy thì làm sao có thể quét hết được? Thật không biết bình thường ông gốc cây quét dọn như thế nào nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Lỡ không thu thập được ánh sáng mặt trời, ông gốc cây nhất định sẽ trách mình đó. Sóc nhỏ ơi, sóc nhỏ, bạn có chuyện gì không? Sóc nhỏ, bạn có thể giúp mình dọn dẹp vệ sinh được không? Để mình đi thu thập ánh sáng mặt trời trong gốc cây. Bạn xem, mặt trời sắp xuống núi rồi. Nhưng mà mình đang tranh thủ thời gian đi thu thập quả thông. Nếu không mùa đông sẽ bị chết đói. Đợi mình thu thập xong ánh sáng mặt trời, mình sẽ giúp bạn thu thập quả thông nha. Cũng được, bạn nói phải giữ lời đó. Ừ, yên tâm đi, mình quay lại ngay thôi. Nếu thu thập thêm vài bình thì ngày mai sẽ thông thả hơn. Cũng không biết khi nào Hiếu Hiếu mới quay trở lại. Lần này tốt rồi, đủ cho ông gốc cây dùng 2 ngày. Ngày mai mình có thể yên tâm dọn dẹp vệ sinh rồi. Hiếu Hiếu, mình đợi bạn lâu lắm rồi. Mình cũng dọn dẹp xong rồi, quả thông mà bạn giúp mình thu thập đâu? Ây da, mình quên rồi. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu. Ây da, không xong rồi, không xong rồi. Ông gốc cây hấp thụ quá nhiều ánh sáng mặt trời rồi. Mau dập lửa. Trời ơi, nếu cứ như vậy, lỡ đâu liên lụy tới những cây cối khác thì cả khu rừng sẽ bị thiêu cháy hết. Sóc con, hãy tới giúp mình đi, mau lên. Hiếu Hiếu, bạn không giúp mình thu thập quả thông là không giữ lời hứa. Như vậy thì mùa đông mình có thể sẽ bị chết đói. Mình không giúp đỡ bạn đâu. Mau giúp ta với. Sóc con ơi, Hiếu Hiếu có chỗ nào chưa đúng thì có thể dạy bảo sao. Bây giờ vì ông gốc cây và cả cánh rừng này, chúng ta vẫn nên nhanh chóng giúp bạn ấy đi. Được thôi. Thỏ con ơi, bạn có thể giúp mình đi nhặt quả thông không? Mình còn phải chăm sóc con mình, không có quá nhiều thời gian. Có điều đợi mấy đứa trẻ ngủ say rồi thì mình có thể giúp bạn. Thỏ con, mình hiểu đạo lý chớ dễ nhận, nhưng mình lại không suy nghĩ kỹ càng mà đã tùy tiện hứa với người khác, tạo thành hậu quả như bây giờ. Không những không giúp đỡ được người khác mà còn mang lại phiền phức cho mọi người. Sóc con, mong bạn hãy tin tưởng mình. Mình nhất định sẽ giúp bạn đi nhặt quả thông nha. Ông gốc cây, chim gõ kiến, thật xin lỗi. Đều tại con chưa làm được chớ dễ nhận. Trước khi làm không biết suy nghĩ xem sự gì có hợp lý hay không, bản thân có năng lực hay không. Không những không giúp được mọi người mà còn liên lụy tới mọi người phải chịu khổ. Con nhất định sẽ sửa đổi, đồng thời bù đắp lỗi lầm. Hiếu Hiếu, Tiểu Sủng ca, em... Hiếu Hiếu, anh biết hết rồi. Chỉ cần em có thể nhận ra lỗi lầm của mình, đồng thời sửa đổi là được. Bây giờ mau đi trị thương cho ông gốc cây thôi. Ồ. Những quả thông này đủ cho bạn ăn qua mùa đông không? Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn bạn Hiếu Hiếu. Đây là việc mình phải làm mà. Mình nên cảm ơn bạn đã giúp đỡ mới đúng. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu, mau đưa thuốc. Có thể mau chóng giúp đôi cánh của mình biến lớn lên đi, để mình che bụi cho ông cây sung. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, ông cây sung chắc chắn sẽ bị bệnh. Chị
Chim gõ kiến, mình không làm như vậy được đâu. Loại thuốc nước này nếu mà lạm dụng, có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, sẽ khiến cho bạn bị thương đó. Hiếu Hiếu, chim gõ kiến, hai người yên tâm đi. Mình sẽ gọi tất cả các động vật nhỏ ở trong rừng tới. Tụi mình sẽ che chắn gió bụi giúp ông cây sung. Hả? Vậy tốt quá rồi. Cảm ơn mọi người nha. Mình nhất định sẽ cố gắng trưởng thành, mau chóng khỏe mạnh hơn. Hiếu Hiếu, chúng ta đi thôi. Ừ, ông gốc cây, chim gõ kiến ơi, tụi con đi trước nha, ngày mai con sẽ lại tới. Ngày mai gặp nha con. Hiếu Hiếu, cảm ơn bạn. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Trước khi chúng ta hứa hẹn việc gì với người khác, nhất định phải suy nghĩ kỹ, suy nghĩ xem năng lực của bản thân và sự việc có hợp lý hay không. Không thể dựa vào cảm tình cá nhân mà tùy tiện hứa hẹn, nếu không sẽ thất hứa với người khác. Càng nghiêm trọng hơn là không những không giúp được người khác, mà còn mang lại phiền phức cho người khác. Các bạn nhất định phải nhớ kỹ nha. Các bạn nhớ ơi, tạm biệt. Nam mô